các bé có một sân chơi thoải mái vui nhìn nhất, chúng ta không dán mắt vào điện thoại, rất tuyệt vời. Và đó chính là bộ môn nhảy nam khiếu nghệ thuật đến từ trung tâm năng khiếu Ambi Dance Group, chuyên đào tạo và giảng dạy các bộ môn ngoại khóa Aerobic, Zumba, Hip Hop Dance cho lớp tuổi thiếu nhi và nhận công tác với các trường mầm non cũng học các khu vực Biên Hòa Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Và tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho tất cả các con một buổi tối tràn đầy âm nhạc và vũ đạo. Các con có thích không nào? Không khí này quá là tuyệt vời. Và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo chính có mặt trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón giám khảo Dancer Dino. Tiếp theo chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón giám khảo biên đạo Lê Vĩ. Và chúng ta cùng gửi lời chào giám khảo BB Mickey. Cùng sự hiện diện của tất cả quý vị phụ huynh, các giáo viên của các bé đã có mặt tối ngày hôm nay trong chương trình Vũ Điệu Mùa Hè. Và một lát nữa thôi, ngay bây giờ chúng ta sẽ không làm mất nhiều thời gian nữa. Đặc biệt hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho người sáng lập trung tâm năng khiếu Ambi Dance Group, Ambi Trí. Đó chính là thầy Trí, chúng ta thưa quý vị, một tràng vỗ tay cho thầy Trí. Thầy Trí hơi ngại nhưng không sao, thầy Trí không hơi ngại. Chúng ta xin sân khấu chào quý vị một cái nha. Anh xin thay mặt cho vị trí đây chính là người sáng lập trung tâm năng khiếu Ambi Dance Group, thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Trung tâm của thầy Trí sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa để kết nối các bạn, tạo sân chơi cho các bạn ở chúng ta. Và chúng ta hãy chào tạm biệt thầy Trí thế nào để chúng ta đến với các tiết mục tiếp theo tối ngày hôm nay. Rồi, xin chào tạm biệt thầy Trí. Đó rồi, hết giá trị là dùng rồi. MC Thu Hoa phải đuổi xuống thôi. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng khởi động với tiết mục đồng diện của tất cả các nhóm thi cùng với cái thư